Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ô Trương thấy như vậy là đủ rồi, không diễn kịch với bọn họ nữa, chuồn thôi. May mắn không phụ sứ mệnh, đã chiếm được ngôi thành này rồi. Muội phu, thật sự có thể chiếm được thành dễ dàng như vậy hay sao? Người có tu vi cao nhất ở ngôi thành này cũng chỉ là một người cấp vương mà thôi. Bọn ta chỉ cần phái đại một người lên thôi cũng đã có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi. Hơn nữa, đám dân hạ giới này chắc là cũng nghe qua về cách và các chiến tích huy hoàng của Huyền Qua Thần Minh, cũng cảm thấy đi theo Minh Chủ Chi Thần rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng đám người này cũng hèn nhát quá rồi đấy. Đây chỉ là một ngôi thành nhỏ, không phản kháng cũng là chuyện bình thường thôi. Tạm thời đừng quan tâm mấy chuyện này, chúng ta mau tới điểm phục kích đi. Được, chúng ta vừa mới hạ được Vĩnh Thành, bây giờ lại lập tức rời đi. Hay là để một thần dụ kỳ ở lại Vĩnh Thành này đi, như vậy sẽ không cần sợ các thế lực khác cướp đoạt. Đúng rồi, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Đây là quy thuộc thần dụ kỳ, có thể tạo ra một lớp địa chấn ở bên ngoài ngôi thành, cho dù có thiên quân vạn mã kéo tới, cũng sẽ diệt vong trong chớp mắt. Vậy lá cờ này ta giao lại cho huynh đấy. Được rồi, vậy chúng ta mau tới địa điểm phục kích đi. Tốt lắm, thần dụ kỳ về tay rồi. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau chóng tìm một ngôi thành đi. Ở đây hình như không có hành giả hắc ám nào cả. Một khi hư vô chi vụ tan đi, đám sinh vật hắc ám ở Thiên Xu Thần Cương sẽ như là sóng thần mà tràn tới cực đỉnh. Vậy nên chúng ta tuyệt đối đừng hành động nơi hoang dã thế này vào ban đêm. Tới thành Tổ Long đi, chỗ đó là trung tâm của Ly Xuyên Đại Lục. Được, cứ tới đó trước đi, nhưng tốt nhất là tạm thời chúng ta đừng để lộ thân phận của mình. Thành Tổ Long quá nửa đã trở thành nội gián của tổ chức thần hạ khác rồi. Chúng ta nên đề phòng bị bọn họ đâm sau lưng thì hơn. Được, đi thôi, xuất phát. Tới thành Tổ Long. Thành Tổ Long. Thành Tổ Long này lại có nhiều cao thủ đóng quân như vậy ư? Quả nhiên là các tổ chức thần hạ khác đã triệt để thâm nhập vào nơi này rồi. May mà chúng ta không hành xử quá là lộ liễu. Quá lửa là chó tay sai của Minh Thần Tộc rồi. Chắc là vẫn còn tổ chức thần hạ nào khác sớm đã bố trí người bên trong ngôi thành này rồi. Đêm nay Tuế Nguyệt Ba sẽ cuốn sạch cả cực đỉnh. Mà người được lợi đầu tiên lại chính là Ly Xuyên Đại Địa. Vậy nên sáng sớm ngày mai, khói thuốc súng sẽ bao phủ khắp nơi cho xem. Đêm nay e là cũng chẳng thái bình đâu, cũng không biết là đám lính canh ở trong ngôi thành này có thể cản được đợt thủy triều hắc ám này hay không. Bọn họ không được thần minh phù hộ, không am hiểu về quy tắc hắc ám gì cả. Cứ để bọn họ trải nghiệm đêm của Thiên Xu Thần Cương một chút, cho bọn họ biết sự đáng sợ của hắc ám. Có như vậy, bọn họ mới cam nguyện nghe theo sự quản giáo của chúng ta. Mọi người lo tìm một chỗ nghỉ chân trước đi, để ta đi nghe ngóng tin tức. Được, muội phu nhớ cẩn thận đấy. Lê Phủ. Ôi trời, mọi người đều ở đây cả sao? Lam Linh Sa và Lê Vân Tư xưa nay không ưa gì nhau, giờ lại có thể ngồi bên nhau yên bình thế kìa. Chắc là tinh họa cô nương. Những ngày ta không có ở đây, Thành Tổ Long có xảy ra chuyện gì hay không? Hiện giờ có rất nhiều thế lực đóng quân ở Thành Tổ Long, trong đó bao gồm cả Trúc Môn, Lục Đại Tộc Môn, Tứ Đại Tông Lâm, Hoàng Tông, tất cả đều có phủ riêng của mình ở đây. Giờ cũng khuya rồi.
Ngoài đám qua phân giả đó ra, thứ đáng sợ nhất vẫn là sinh linh tư giả. Bọn chúng mạnh hơn bất kỳ một chi quân đội thần quốc nào, vậy nên nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chúng ta là phải tìm ra cách bảo vệ ngôi thành. Phải, nhờ huynh âm thầm nhắc nhở lần trước. Trịnh Du đã kiểm tra thử rồi, vừa mới gửi quân thư tới đây xong. Sau nửa đêm, bọn ta đã phát hiện ra đám sinh vật hắc ám đó, nhưng điều kỳ lạ là chúng cứ lang thang ở bên ngoài thành. Một là không dám lại gần, hai là vòng đường khác mà đi. Để làm rõ nguyên nhân chuyện này, ta đã cho người đi bắt một tên tiểu dạ ma về. Trong lúc áp chế, trong lúc áp giải nó vào trong thành, nó dường như sợ hãi ngôi thành này của chúng ta một cách cực độ. Lúc lại gần ngôi thành, cơ thể của nó dường như bị một sức mạnh nào đó làm cho bốc hơi vậy. Tường thành của chúng ta. Lão tổ mẫu từng nói, tường thành này là một bộ xương rồng khổng lồ từ thời xa xưa. Nó đã bảo vệ con cháu của thành Tổ Long qua nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chuyện này là thật, vậy thì thành Tổ Long cũng giống như là ngôi thành thần thánh rồi. Xem ra Ly Xuyên vẫn còn rất nhiều bí mật mà ta chưa phát hiện ra. Chẳng trách lại có nhiều thế lực rồng nhòm ngó Ly Xuyên đại địa tới như vậy. Phải, mẫu thân để lại mảnh đất này cho ta. Có lẽ thật sự là có rất nhiều điều đặc biệt cần chúng ta phải từ từ tìm hiểu. Tiểu thư, Hoàng Võ Hầu lại tới nữa rồi. Ngài ấy nói, người không tới tham gia buổi nghị yến đêm nay, sẽ coi như là người đã chống lại chỉ ý chỉ của hoàng tộc. Sẽ tước đoạt ngôi vị quốc sư của người, còn phái người của hoàng tộc tới tiếp quản Ni Xuyên nữa. Mấy ngày nay, các thế lực lớn đều đang ép Lê Vân Tư giao quyền thống trị mảnh đất này ra. Hoàng Võ Hầu đã cho mời rất nhiều lần, nhưng đều bị Lê Vân Tư từ chối. Xem ra đây là Hồng Môn Yến rồi, bọn họ biết chọn thời điểm thật đấy. Trời vừa sáng là các thế lực lớn đi theo tổ chức thần hạ đều sẽ ùn ùn kéo tới. Bọn họ đã mai phục mấy ngày nay, bị đàn áp ở thành Tổ Long, chịu đủ uất ức. Cuối cùng cũng có thể phát tiết hết ra rồi. Xem ra chắc là đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây. Đi thôi, để ta đi chung với nàng. Được,